mây bay đi một trời thương nhớ. Em ơi bình yên có còn vẫn mùa, mười năm cách biệt một lần bỡ. Quên đi mộng buồn bấy lâu, nhưng em còn một chút ký ức vẫn còn trong ta cả một trời, cả một trời. Rồi lại một buổi sáng em gửi tới anh em yêu đam mê audio và anh em yêu chế độ. Đây là một sản phẩm làm theo ý kiến của bà khách đặt hàng, CD Toyota của bà ấy. Em làm full hai loa piano toàn giải hai bên. Đấy, kết hợp với đầu Toyota, em làm e căng đầy đủ, rất là đẹp, cân đối. Đấy, anh em nhá, xem nhá. Dòng đầu này thì là dòng đầu mới của bà khách. Đấy. Làm theo kích thước 54 phân. Đấy, theo kích thước 54 phân của bác ấy yêu cầu. Và đường sau em ra 4 loa bình thường, 1 2 3 4 AD AV AO AV in các kiểu, nói chung là ao sắt, ao tai nghe, full mọi thứ. Đấy, bây giờ mở lên test demo cho bác khách. Radio 90 luôn. À nhầm. Đây 90, tăng tiếng đây. Nằm trên dải sơn mạch Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, rừng Chứa Tạo được đánh giá là khu rừng nguyên sinh đẹp bậc nhất bởi còn khá nguyên vẹn với nhiều loại động thực vật phong phú. Rồi. Khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Căng Chải nằm trên địa bàn các xã Chế Tạo, Nậm Khất, Lao Chải, Dế Su Phình. Bỏ đĩa vào. Đấy nha, hình thù của nó đây bác nha. Lắp luôn này cho cân bằng này. Anh ạ, cho bác nhìn luôn này. Đấy là em quay demo sản phẩm thôi, chứ không tập trung vào chất âm nó nha. Đây là quay cho bác nhìn cho rõ này. Rồi, xin cảm ơn bác nha. Ok.